Alibi, sư cầu khổng lồ dũng mãnh nhất vùng Trung Á mà có thể bạn chưa biết. Không hổ danh được gọi là sư cầu, chó Alibi có chiều cao cực khủng từ 70cm cho tới 110cm và cân nặng có thể lên tới 110kg. Chúng có kích thước to lớn nhất vùng Trung Á và thuộc vào top những giống chó to lớn nhất thế giới. Để chịu tải được trọng lượng cơ thể to lớn của mình, Alibi sở hữu một chiếc khung cực khủng với sự săn chắc, lượng cơ bắp dồi dào và cuồn cuộn. Ngoài ra, bộ lông của Alibi rất dày và nhờ có bộ lông mà Alibi mới có thể giữ ấm cơ thể qua mùa đông lạnh giá của vùng Trung Á. Phần đầu của chó Alibi khá to lớn với hộp sọ rộng và trán rộng. Chiếc mõm to, đầy đặn có phần hơi sệ và những chiếc răng cực kỳ to và sắc. Đặc biệt là bốn chiếc răng nanh của chúng to như những chiếc răng nanh của sư tử vậy. Về tính cách, Alibi có tính cách rất dũng cảm, bản lĩnh, lì lợm và đôi khi hơi cứng đầu. Chúng chỉ nghe lời duy nhất một chủ và cực kỳ trung thành. Vậy nên để thuần hóa bản tính của Alibi, chúng ta cần dạy bảo chúng ngay từ nhỏ một cách cẩn thận và kiên trì thì chúng mới trở nên nền tính hơn.